Đấy, theo mình nói rồi chị nhỉ? Trừ, trừ chính là cộng. Trừ cũng chính là cộng. A trừ B chính là A cộng với âm B. A trừ B chính là A cộng với âm B. Em phải viết ra chứ, em viết ra khai triển chi tiết cụ thể nó ra chứ. Sẽ nó bằng bao nhiêu. Khó thì mới khổ. Thanh làm được không? Đấy máy tính hỗ trợ em ơi, máy tính hỗ trợ em ơi. Đấy đúng rồi. Hoặc là nếu trừ đây thì cứ cộng này, trừ này, cộng lại trừ này, cộng lại trừ. Em hiểu không? Hoặc là em viết thế này, hoặc là em viết cộng trừ luôn. Cũng được. Nó đan xen. Thế còn 2 cộng x tất cả mũ 4. Mũ của 2 giảm dần, mũ của x tăng dần. Rồi, tốt, đúng rồi em. Sao em bấm máy tính thôi. C40 2 mũ 4. Để máy tính mà bấm. Thanh đúng đấy. Em chép vào đâu ra đây em? Tự làm được à? 2 này, đúng rồi. Mũ của trừ 3y thì giảm dần. Chính xác. À, cứ thế thôi, em bấm máy là ra. Lấy máy tính hỗ trợ bấm. Dễ. Bấm hết không? Bấm đi. Bạn Lê Nguyễn có sửa không? Không cần sửa à? Kết quả không phải thế này được. Đây không có mũ này. Đây là y mũ 1 này. Đây là y mũ 2 chứ em. Nhầm à? Đây là y mũ 3 chứ. Đây phải là y mũ 4 chứ. Số 8 họ viết kinh thế. 81, số 8 viết ghê quá. Không thế này được đâu. Kết quả chỉ để thế này thôi. 16 trừ đi 96y cộng 216y bình trừ 216y mũ 3 cộng 81y mũ 4 nhá. Rõ chưa? Rõ chưa nhỉ? Chúng ta có là A trừ B tất cả mũ N. Ta chỉ học A cộng B mũ N, không học A trừ B mũ N. Bởi vì A trừ B chính là A cộng với trừ B, A cộng với âm B rồi tất cả mũ N. Đấy, ta nhớ thế này cũng được. Hoặc là ta đem xen dấu cộng trừ cộng trừ cộng trừ. Làm gì đây em? Ta chỉ có bấm máy tính thôi mà. 4NC0. Các bạn nhớ luôn như thầy này, C0 của mấy cũng bằng 1. C0 của mấy cũng bằng 1. Đó thì bấm máy tính. C0 của mấy cũng bằng 1. Nó chính bằng CN của N. CN của N cũng luôn bằng 1 à. Đấy. C1 của N thì lại luôn bằng N. Chọn một phần tử từ N phần tử thì bằng N cách. C0N bằng CNN bằng 1. Và C1N thì bằng N. Đó thì bấm. Nhanh em, C44 à? À, C34 là 4. C34 là 4. 4 này là 8, 8 x mũ 3. 8 x mũ 3. Cộng với lại C44, C44 bằng 1 em. C44 bằng 1, C44 chính là CNG. Được chưa? Đó, phải bấm máy tính nhiều. Rồi, câu A của bạn làm được rồi nhưng mà lâu quá. Quá lâu. Rồi ok. Qua câu B. Đây em ơi, em ghi cái công thức này vào tính cho nó nhanh. Hai câu nữa nhé. Mời các bạn sang hai câu nữa. Câu C. Ví dụ 1 vẫn là khai triển nhị thức Newton. X trừ đi 3y tất cả mũ 5. Đấy, khai triển nó ra. X trừ 3y tất cả mũ 5. Một câu nữa, câu D. Một bạn lên bảng. 3y trừ 1/3 tất cả mũ 4. 3y trừ 1/3 tất cả mũ 4. Câu D. 3y trừ 1/3. Thôi cho mũ 5 đi. Mũ 4 khai triển mãi rồi. Cho mũ 5 nhé. 3y trừ 1/3 tất cả mũ 5. Mũ 5. Thì nhớ em mang máy tính lên làm. Đây, nhờ Tiệp đi. Siêu nhân Tiệp.
Hả? À, kỳ 1 em cũng không nát lắm à, nên cũng chả cần gỡ. Cũng mỗi tiệp nát thôi. X 3 y tất cả mũ 5 này. C0 5 này. Sao nệ 2 nhỉ? Nó phải là x trên nệ 2. Bị lộn à. Đây là x mà em. X x. X mũ 5. Wow, sao thế này nhỉ? Cái này chả liên quan gì em. Không đúng. 3y trừ 1 phần 3 tất cả mũ 5. Ừ, không được em phải viết C ra đã. Chứ còn đây là em làm tắt. Có phải em làm tắt không? Em phải viết nó ra đã rồi sau em tính gì thì tính, em viết luôn kết quả cũng được, nhưng mà mới đầu em phải ghi C đã. Để thể hiện là mình viết là đúng, khai triển là đúng, dùng nhị thức, dùng công thức khai triển nhị thức Newton để tính mà. Đó, đây kết quả cuối cùng của bạn đây nhá. Thì ở giữa bạn. Ở trên này không 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 được làm tắt. Phải viết cụ thể ra. Sau đó ghi kết quả cuối cùng cũng được. Thì ở đây mình phải ghi là gì? C05. Số thứ nhất là 3y. Mũ 5, số thứ nhất giảm dần. Số thứ hai này, chúng ta có ghi thể ghi cộng hoặc ghi trừ cũng được nhé. Trừ. Trừ C0. Đó, cộng trước này. Trừ C0, C15, trừ C15. 3y tất cả mũ 4 nhân 1/3. Đấy thì không cho dấu âm vào đây nữa, rồi lại cộng. Nó cứ đan dấu ạ, à, trừ lại cộng lại trừ lại cộng. À, mũ 1, rồi C25. 3y tất cả mũ, mũ 3y giảm dần, mũ 3. 1/3, mũ 2. Lại trừ, đấy cứ cộng rồi trừ. Trừ C35. Không làm tắt được em nhá. 3y tất cả mũ 2. 1/3 tất cả mũ 3. Kiểu thế, trừ C45. Xin lỗi, trừ rồi, bây giờ cại cộng. 3y tất cả mũ 1. Mũ của 3y giảm dần, mũ của 1/3 thì lại tăng dần. 1/3 tất cả mũ 4. À, cộng cuối cùng là C55. Cộng, xin lỗi, trừ. Cộng rồi, bây giờ lại trừ. C55. 3y tất cả mũ 1, 3y tất cả mũ 0 bỏ. Mũ 0 là 1 rồi, 1/3 tất cả mũ 5. Sau đó dùng máy tính tính. 1/3 tất cả mũ 5. Đấy, sau từ cuối cùng em viết như thế này cho thầy là được. Hiểu không? Thì chắc chắc cũng đúng thôi. Mình giờ nào cũng ngáp ấy. Đó. Rồi, xong nhá. Viết đây. Thế còn cái này thì nhờ bạn Phương Linh lên sửa lại cho thầy. Viết thế này không được rồi. Vứt à? Em lên đi thầy, thầy chỉ cho. Này. Em biết bằng C0 5. Số hạng thứ nhất là x mũ 5. Rồi, cộng. À, xin lỗi, cộng rồi bây giờ lại trừ. Thế còn nếu mà để cộng thì mình viết là trừ 3y tất cả mũ, đúng không? Trừ C15. Mũ x giảm dần. Rồi, nhân với 3y trong ngoặc. Rồi, 3y trong ngoặc mũ 1. Không không có dấu đúng không? Bởi vì mình ở đây, thôi mũ 1 thì thôi bỏ bỏ mũ đi. Tiếp, trừ rồi bên dưới lại cộng. Cộng. Mũ của C tăng dần. C25. Mũ x giảm dần. Rồi. 3y. Tất cả mũ 2. Ok. 3y tất cả mũ 2. Đấy cứ thế, trừ. Cứ một cộng lại một trừ, một cộng lại một trừ. Nhá, cứ một cộng lại một trừ. Có xem điện thoại xem có bạn Minh Ngọc gọi ở trong trong nhóm có đấy, đúng rồi. Ba y tất cả mũ 4 trừ đá, ok. Âm thì nó thế rồi. Sau đó dùng máy tính tính. C55 nhân 3y tất cả mũ 5. Ok chưa? Đấy, sau bấm máy tính ra nhá. Những cái máy tính này có bấm được không? Những cái số này có bấm được máy tính không? Rồi, 3 chấm ở đây này. 3 chấm ở đây. Rồi, cảm ơn em. Đấy là chúng ta dùng nhị thức Newton để khai triển nó.
Thế là nhận thức Newton thì bây giờ người ta yêu cầu chỉ có mỗi thế thôi các bạn ạ, nó không yêu cầu nhiều ấy. Đó. Khai triển nhận thức Newton, khai triển ra thì chúng ta nắm được rồi. Sau đó còn nó có một cái dạng toán thứ hai, dạng toán một là khai triển nhé, khai triển này chúng ta nắm tốt rồi, ok nhé. Dạng toán thứ hai là xác định hệ số trong cái khai triển. Ở ví dụ thứ hai, đây gọi là dạng toán một đi, các bạn ghi là một, một lớn là khai triển cũng được, một lớn là khai triển nhận thức Newton, một lớn khai triển nhận thức Newton, khai triển nhận thức, à, khai triển nhận thức, ok xong, cũng chỉ yêu cầu thế này thôi và chúng ta khai triển đúng là được, rất là dễ. Ơ, em vẫn vào được à? Ở dưới nó vẫn mở cửa, vẫn được mở cửa, rồi ok, rồi còn đi ăn cưới mà ấy nhỉ? À, đây ngồi ngồi đấy à? Ơ cũng được, kéo chạm máy thầy thôi. Người đã chuyển giờ học xuống 7:30 là hơi muộn rồi. À, à rồi. Nhà dạo này cứ ra Tết lắm cỗ ghê cơ. À, bạn Minh thì cưới cô hàng xóm. Nhật Minh thì cưới cưới chị hàng xóm. Nhật Minh thì lại cưới anh họ. Nghỉ cả học ở trên lớp. À, còn đứa nào nữa nhỉ? Không hiểu luôn ấy. Ừ, thế mà cũng nghỉ đấy, cưới cô hàng xóm mà cũng nghỉ đấy. Mình Hoàng Minh thì còn nghỉ luôn cả trường để đi ăn cỗ. Dạ man. Minh Ngọc thì nhà có dỗ ăn đến tận 8 giờ tối. Khó thế. Rồi sau về xem lại video. Tốt. Ở cái dạng toán thứ hai các bạn ơi là tìm tìm hệ số. Tìm số hạng. Tìm số hạng. Chấm phẩy hệ số, tìm số hạng, tìm hệ số trong cái khai triển nhị thức Newton. Trong khai triển nhị thức Newton. Trong khai triển nhị thức Newton. Chúng ta cần phải đi tìm số hạng, đi tìm hệ số trong khai triển. Thì ở đây nó có mấy cái khái niệm này, số hạng, hệ số. Số hạng, hệ số thì nó là cái gì ấy? Thầy lấy ví dụ để giải thích này. Ví dụ trong cái cho cái khai triển này. Ví dụ là khai triển là x mũ 3 cộng 2 tất cả mũ 3 chẳng hạn. Thì khai triển này nó ra là x mũ 3 mũ 3 là x mũ 9 cộng với lại 3 nhân với lại x mũ 3 tất cả bình là mũ 6 nhân 2 cộng với 3 nhân với lại x mũ 3 nhân với lại 2 mũ 2 và 2 tăng dần đấy, nhân 4 cộng 2 mũ 3 đấy, tức là nó bằng là x mũ 9 này cộng lại 6 x mũ 6 này cộng 12 x mũ 3, khai triển hàng lần tức bậc 3 thôi, cộng 8. Hay là em dùng công thức khai triển nhị thức Newton khai triển cũng được, thì sẽ dùng C vào đấy. Còn ở đây thầy dùng hàng lần tức A cộng B tất cả mũ 3 thôi. Thế thì trong cái khai triển này ấy, thì chúng ta thấy là x mũ 9, 6x mũ 6, 12x mũ 3, 8 được gọi là các số hạng em ạ. X mũ 9 này, 6x mũ 6 này, 12x mũ 3 này và 8 nó được gọi là các số hạng. Nó là các số hạng. Số hạng là các số hạng, được chưa? Là các số hạng của tổng này. 6x mũ 6 được gọi là số hạng chứ x mũ 6. Được. 6x mũ 6 thì được gọi là số hạng chứa x mũ 6. Số hạng chứa x mũ 6. Thế còn 12x mũ 3 nó là số hạng chứa x mũ 3. Số hạng chứa x mũ 3. X mũ 3. Thế còn cái này là số hạng chứa x mũ 9. Số 8 này, số 8 được gọi là số hạng mà không chứa x ấy, được gọi là số hạng tự do. Được gọi là số hạng tự do. Số hạng tự do nó không chứa x, gọi số hạng tự do, được chưa? Thế thì ở đây các phần này được gọi là hệ số này, hệ số của số hạng tức là phần đứng trước biến ấy. Đứng trước phần biến được gọi là hệ số. 6, cái số 6 ấy, 6 là hệ số của số hạng chứa x mũ 6, là hệ số của số hạng
trừ x mũ 6. Trừ x mũ 6. Đấy, chúng ta phân biệt được hệ số số hạng. Số hạng tự do các thứ nhá. Ở đây có mấy cái khái niệm mới là số hạng tự do, số hạng không trừ x gọi số hạng tự do. Thế rồi là hệ số của số hạng. Đấy, rồi là số hạng là gì? Hệ số số hạng, số hạng tự do. Chúng ta phân biệt được không? Nhá. Sau đề bài hỏi gì chúng ta phải trả lời đúng đúng yêu cầu đề bài. Đúng yêu cầu đề bài. Thế thì bây giờ để đi tìm số hạng hệ số trong cái khai triển nghĩa thức Newton thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ dùng cái khai triển tổng quát, lôi cái số hạng tổng quát ra. Thì về phương pháp ấy, phương pháp làm nhé, phương pháp để đi tìm ấy. Phương pháp này, trong cái khai triển A cộng B tất cả mũ N này, thì số hạng tổng quát, chúng ta lôi số hạng tổng quát ra. Số hạng tổng quát là, số hạng tổng quát, đây là số hạng thứ K cộng 1 đấy, viết tắt là TK cộng 1. Đây là số hạng thứ K cộng 1 thì bằng CKN. Tức là tất cả số hạng, khi mà khai triển này ra, tất cả số hạng đều có dạng như sau: CKN A mũ N chữ K, B mũ K. Chúng ta dùng số hạng tổng quát này rồi chúng ta lập luận, chúng ta tính khai triển cái số hạng tổng quát này. Nghe hiểu chưa? Chúng ta dùng cái số hạng tổng quát để chúng ta đi tìm. Này, thầy lấy ví dụ này. Ví dụ là, ví dụ nhất nhé, là tìm hệ số của x mũ 4 trong cái khai triển. Ví dụ 1, tìm hệ số của x mũ 4. Tìm hệ số của x mũ 4. Để trình bày mẫu một bài. Trong cái khai triển, trong khai triển của biểu thức 3x cộng 2 tất cả mũ 5. Để tìm hệ số của x mũ 4 trong cái khai triển này. Thế thì chúng ta sẽ trình bày như thế nào? Hệ số của x mũ 4, tức là khi mà mình khai triển tung nó ra thì nó có rất nhiều số hạng. Đó, có số hạng chứa x mũ 5, số hạng chứa x mũ 4, số hạng chứa x mũ 3, số hạng chứa x mũ 2, số hạng chứa x mũ 1. Để bài yêu cầu là hãy đi tìm cái hệ số của x mũ 4. Thì dùng chưa? Đấy thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ lôi cái số hạng tổng quát trong khai triển này ra. Bài giải nhá. Số hạng tổng quát của khai triển TK cộng 1 sẽ bằng CK5. Số hạng thứ nhất là 3x mũ 5 trừ K. Khó không? Mũ N trừ K đấy, N đây là 5 đấy. Còn tất cả số hạng đều có dạng như thế này. Rồi nhân số hạng thứ hai là 2 mũ K. Đấy, 2 mũ K. Đây, tất cả số hạng đều có dạng như thế này trong cái khai triển trên. Mọi số hạng đều có dạng như thế. Thầy biến đổi cái số hạng này này bằng CK5 nhân với 3 mũ 5 trừ K nhân với 2 mũ K. Thầy tách nó ra, 3 nhân x tất cả mũ 5 trừ K thì bằng 3 mũ 5 trừ K nhân x mũ 5 trừ K. Chúng ta lưu ý là A nhân B tất cả mũ M ấy, thì nó bằng A mũ M nhân với B mũ M mà. A mũ M nhân B mũ M đây bằng 3 mũ 5 trừ K nhân với x mũ 5 trừ K. X mũ 5 trừ K thầy cho xuống cuối cùng, 5 trừ K. Với K ở đây chạy từ 0 đến 5. K chạy từ 0 đến 5. K chạy từ 0 đến 5. K chạy từ 0 bằng 5 đến 5 thì người ta viết thế này em ạ. Đấy, K bằng 0, 5. K thuộc. Đấy, K bằng 0, 5. Tức là chạy từ 0 đến 5. Hay là mình viết thế này, K nó thuộc K lớn bằng 0 cũng được, bé bằng 5. Và K thuộc N, phải viết thế thì cẩn thận. Hoặc là K bé bằng 5 và K thuộc N thì nó thể hiện cả lớn bằng 0 rồi. K bé bằng 5 và K thuộc N, K chạy từ 0 đến 5. Thế bây giờ muốn đi tìm hệ số của x mũ 4 thì chúng ta cần cho cái mũ này bằng 4. Đấy, ta cho 5 trừ đi K bằng 4. Để tìm hệ số x mũ 4 ta cần có 5 trừ K bằng 4. Cho 5 trừ K bằng 4. Cho cái mũ 5 trừ đi K này bằng 4 để nó ra x mũ 4 nào. 5 trừ K bằng 4 thì sẽ tương đương với K sẽ bằng 1. K bằng 1 thì cái phân hệ số của nó đây này. Bây giờ thay vào tính được hệ số của nó với K bằng 1. Vậy suy ra là hệ số của x mũ 4 trong khai triển là hệ số của x mũ 4 trong khai triển
trong khai triển là MC thay C cam 1 bằng C 1 5 nhân 3 mũ 4 nhân 12 và nó bằng C 1 5 bằng 5 10 3 mũ 4 81 81 81 0 810. Đáp số là 810. Vậy hệ số của x14 trong cái khai triển này là 810. Người ta chỉ quan tâm đến hệ số x14 thôi, nên là chúng ta cũng chỉ quan tâm đến này thôi, không cần khai triển tung hết đồ này. Hiểu chưa? Đấy, đấy là một ví dụ tìm hệ số số hạng trong khai triển. Thế tương tự như thế thì thầy yêu cầu các bạn nên làm thực hành luôn nhá. Ở dưới chúng ta làm hết này. Ví dụ thứ hai, đây là giảm tải rất là nhiều rồi luôn ấy, ngày xưa học kinh lắm. Ok, cho khai triển sau. 2x trừ đi 1/3 tất cả mũ, vừa rồi là mũ 5 rồi, bây giờ cho mũ 7 đi. Để bài yêu cầu bạn hãy đi tìm hệ số, tìm hệ số của x mũ 5 trong khai triển trên, tìm hệ số của x mũ 5 trong cái khai triển này. Làm tương tự nhé, tìm hệ số của x mũ 5 trong khai triển. Gắn kết thôi, từ từ đã này. Ví dụ thứ 3, mỗi bạn làm một ví dụ. Rồi. Để tiếp theo, 2x bình trừ 3y tất cả mũ 9. Để bài yêu cầu bạn hãy đi tìm tìm số hạng chứa x mũ 10, y mũ 4. Bạn hãy đi tìm số hạng mà nó chứa x mũ 10, y mũ 4. Phần biến của nó là x mũ 10, y mũ 4. Hai ví dụ, tìm số hạng chứa x mũ 10, y mũ 4. Thì xóa này nhé. Cảm ơn cái đề thôi mày. Vấn đề số hạng tổng quát thì nói chưa? Khi mà giảng lý thuyết nói rồi mà. Tức là trong tất cả khai triển đấy nó đều có dạng như thế. Đó. Ừ. Rồi em về chỗ đi để thầy xem bài của em rồi thầy sửa lại. Thế như vừa nãy em chưa kịp chép cái này nhỉ? Chép rồi nhưng em không hiểu à? Tức là trong cái khai triển đấy có rất nhiều số hạng thì số hạng tổng quát nó bằng sigma của tất cả này, ta chạy từ 0 đến 5 ấy. Rồi em về thử xem nào. Tìm số hạng tổng quát trong khai triển chứa x mũ 10, y mũ 4. Thì số hạng tổng quát của khai triển này là CK9, kinh quá. 2x bình phương mũ 9 trừ K. Số hạng thứ hai mũ K. Rồi sau đó thì em phải khai triển nó ra chứ. Thầy sửa bài của bạn đi nhá. Cảm ơn em. Kinh quá. Thầy chữa bài của bạn Trang này. Các bạn kịp làm ví dụ 3 này chưa? Kịp làm chưa? Đã làm ví dụ nào trước rồi để thầy chữa trước nào? Làm này hay làm này? Cái này hả? Thì chữa này trước nhá. Tìm số hạng của x mũ 5 trong khai triển trên. Số hạng chứa x mũ 5 thì số hạng tổng quát của khai triển là số hạng tổng quát là tk cộng 1. Đây là số hạng thứ k cộng 1 trong khai triển. Thì nó sẽ bằng là CK7 đúng rồi. Số hạng thứ nhất là 2x mũ 7 trừ k, số hạng thứ hai là trừ 1/3 mũ k, đúng rồi. Cho thêm điều kiện ở đây là k thuộc n. K là số tự nhiên từ 0 trở đi mà nó bé bằng 7. Nó chạy từ 0 đến 7. Đó. Bằng tiếp CK7 2 mũ 7 trừ k nhân với trừ 1/3 mũ k rồi nhân x mũ 7 trừ k đưa ra ngoài. Ok. Để tìm hệ số của x mũ 5 ta cần có mũ cái này bằng 5 này. Hai cái này bằng nhau này. Được không? X mũ 5 bằng 7 trừ k. Vậy chúng ta chỉ cần cho 7 trừ k bằng 5 là được.
ta ra x mũ 5 thì ta ra k bằng 2. Vậy hệ số của x mũ 5 là, bạn ấy thay k bằng 2 vào, là C27. Phần đứng trước đây là phần hệ số này. Đấy, C27 nhân 2 mũ 5. Xin lỗi, phần hệ số là phần này nhé, tách biến ra rồi. Phần này. Đấy, phần hệ số đây. Đúng rồi, nhân âm 1/3 tất cả mũ 2. Sau đó bấm máy tính thôi, ra kết quả đây. Vậy, khi khai triển ra thì chắc chắn nó có 224/3 nhân x mũ 5. Thì đề bài chỉ yêu cầu là hỏi hệ số thôi, ta kết luận hệ số. Hiểu chưa? Đấy, thì hoàn toàn tương tự ở trong bài này cũng thế này. Đề này nó không hỏi hệ số, nó hỏi số hạng. Hỏi số hạng, tức là khi kết luận ngoài hệ số ra chúng ta phải kèm theo phần biến ý. Cả hệ số cả phần biến mới gọi là số hạng. Nghe hiểu không? Thế thì cũng thế này, số hạng tổng quát trong khai triển. Số hạng tổng quát của khai triển, của khai triển là CK9. Số hạng thứ nhất 2x bình phương. À đây chúng ta có thể ghi là TK cộng 1. Đây là số hạng từ K cộng 1 trong khai triển mà. Và không ghi cũng được, không ghi TK cộng 1 được, bởi vì sau này có cũng có dùng mấy đâu. Số hạng thứ nhất mũ 9 trừ K. Số hạng thứ hai là âm 3y tất cả mũ K. Âm 3y mũ K. Ok chưa? Sau đó thì mình tách cái phần biến ra các bạn ạ. Tách hết phần biến ra bằng này, CK9 này. Phần mà không chứa x, chứa y thì chúng ta tách riêng ra. 2 mũ 9 trừ K nhân trừ 3 mũ K. Đây là cái phần hệ số của nó này. Hệ số. Bắt đầu phần biến này. X bình mũ 9 trừ K thành là x mũ, hai cái mũ này nhân vào nhau. A mũ M tất cả mũ N bằng A mũ M nhân N ạ. Thì nó thành 18 trừ 2K nhân với lại Y mũ K. Ok, đây là phần biến. Thì cái phần biến này nó phải bằng cái phần biến này. Thì chúng ta cần có, ta cần có để tìm cái số hạng chứa cái này, ta cần có. Câu đầy đủ là để tìm số hạng chứa X mũ 10, Y mũ 4, ta cần có. Chứ còn nói ta cần có đây là hơi tắt một tí. Cái mũ này thì bằng 10. 18 trừ đi 2K phải bằng 10. Mai Trang có hiểu không? Và cái mũ của Y này phải bằng 4. Đồng thời K phải bằng 4. À, giải ra ta có K bằng 4. Đấy, còn ở trên ra K bằng 5 mà dưới lại ra K bằng 4 thì ta kết luận là không có số hạng cần tìm là bằng 0. Nghe hiểu chưa? Nếu đề ra lỗi là số hạng bằng 0 đấy. Vậy mình có K bằng 4 rồi. Bằng 4 thì thay vào đây. Vậy số hạng cần tìm là, số hạng cần tìm là, các bạn thay 4 nào, C49 nhân với lại 2 mũ 5 nhân với lại âm 3 mũ 4 nhân với lại x mũ 10 y mũ 4. Nó không hỏi hệ số, nó hỏi số hạng. Do đó cái số hạng thì cái phần đuôi nó phải có cả biến nữa. Và các bạn lấy máy tính bấm cái phần trên này. Đấy, ra kết quả cuối cùng. Bấm ra là sẽ ra kết quả cuối cùng. Đấy là bài toán là tìm số hạng, hệ số số hạng. Bạn này đang biết các tính chất dưỡng C. Từ từ, tính chất gì mà nhanh thế? Từ từ, em xóa đi. Tính chất thứ nhất này, CKN bằng. Tính chất thứ nhất, CKN bằng. Đúng rồi, CN trừ KN, N viết thấp xuống em. Viết thế kia nó không có nghĩa gì đâu. Viết nó lui vào, N viết lui vào. Đấy là tính chất thứ nhất. CKN bằng CN trừ KN. Tính chất thứ hai, CKN được tách hàng tổng 2C. Đấy, rồi em viết. CKN bằng CKN, viết CKN ở khổ nhỉ. CKN bằng CKN trừ 1. CKN trừ 1. Đó là K trừ 1 được. Cái viết cái gì trước cũng được. K trừ 1 N trừ 1. N trừ 1. Rồi cộng CKN trừ 1.
Đấy, có hai tính chất này ở trong sách giáo khoa thôi, ngoài ra thầy có nêu mấy tính chất nữa đúng không, mà dùng để áp dụng làm những cái bài khó thôi, chúng ta thôi cũng được, em chỉ cần dùng hai tính chất này. Bài trong bài này chúng ta dùng tính chất dưới để làm. Đó là CKN được tách thành tổng 2C. Hay chúng ta dùng ngược lại, nó gì? Có 2C có cái chỉ số ở dưới giống nhau. Ở trên cái mũ này thì nó liên tiếp thì chúng ta gộp lại được. Ví dụ như là C57 cộng với lại C67 chẳng hạn. C57 cộng C67 thì nó sẽ bằng là C. Ở dưới này nâng một bậc, nâng một đơn vị 8. Ở trên này giữ cái mũ to, nó C68. Mình chứng minh rồi mà. Các bạn nhớ chưa? Đúng nhỉ? C68. Đây là C13. C513 à C913 cộng C813. Cái này bằng gì Bảo Ngọc? C913 cộng C813 thì bằng gì? Nó C914. À, kiểu như thế. C914. Đây là số cách chọn 9 phân tử từ 14 phân tử khác nhau. Nó sẽ bằng tổng số cách chọn 9 phân tử từ 13 phân tử cộng với lại số cách chọn 8 phân tử từ 13 phân tử. Kiểu thế. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm N thuộc N rồi. Từ đây, ta giải phương trình này ra nhé. CN-1N cộng với lại CN-2N bằng 78 để cho mà. Điều kiện ở đây là N nó phải thuộc N và N lớn bằng 2 nhỉ? N nó là số tự nhiên lớn bằng 2. Lớn bằng 2. Số tự nhiên lớn bằng 2. Nào giải phương trình này nào, tương đương với cái này rút gọn được thành, nếu làm trắc nghiệm thầy sẽ chỉ cho dùng máy tính, còn hiện tại ta làm tự luận đi. Cái này thì bằng gì nhỉ? C gì? Tổng 2C này thì ở trên này chúng ta giữ là N-1, ở dưới này là N-1. CN-1 N-1 bằng 78. Thì sau đó sử dụng công thức tính chất CKN thôi. CKN bằng N dây thừa chia cho K dây thừa nhân với N-K dây thừa. N-K dây thừa. Đó. Cái dây thừa này là lùi dần N nhân N-1 nhân N-2 vân vân. Đấy, bây giờ chúng ta phải đi tìm N sao cho cái này bằng 78. Để khai triển nó ra. Đó, ai giải được cho thầy phương trình dưới này? Thực ra chúng ta có một cái dạng là giải phương trình đại số tổ hợp nữa. Giải được không nhỉ? Giải đêm nhá. Cái này khai triển thì nó bằng cái dưới này dây thừa N cộng 1 dây thừa chia cho cái trên này dây thừa N-1 dây thừa nhân với hiệu dưới trừ trên dây thừa. Dưới trừ trên N cộng 1 trừ N trừ 1 thì nó là 2 dây thừa. Nó bằng 78. Bằng 78. Thế cái N cộng 1 dây thừa chia cho N trừ 1 dây thừa chia được các bạn ơi. N cộng 1 dây thừa nó sẽ bằng gì? N cộng 1 dây thừa này, thầy viết lùi dần này, nó sẽ là N cộng 1 này nhân lùi dần một đơn vị này, nhân N này, nhân đến N trừ 1 này. Chúng ta dừng lại đây, chúng ta thêm dây thừa. Nghe có hiểu không? Tại vì đây là tích các số tự nhiên từ M N trừ 1 xuống dần đến 1 này. Đấy, chúng ta cứ lùi dần như thế. Chia cho N cộng N trừ 1 dây thừa. 2 dây thừa là 2 rồi. Bằng 78. Thế nói thêm về cái lùi dần này một tí. Ví dụ là 10 dây thừa chẳng hạn. 10 dây thừa mà chia cho 6 dây thừa chẳng hạn. 10 dây thừa thì các bạn biết là bằng 10 nhân 9 nhân 8 nhân 7 nhân 6 5 4 3 2 1 không? Thì 6 giờ ở đây dừng lại thì có phải nhân 6 dây thừa không nhỉ? Để chia 6 dây thừa, viết thế có được không? Đúng không nhỉ? Hiểu nhá. Đấy, cứ dừng lại ở đâu thì thêm dây thừa ở đấy. Dừng lại ở đâu thêm dây thừa này. Đấy, có nghĩa là N dây thừa này thì nó sẽ bằng N này nhân với N-1 dây thừa.
nó cũng bằng n lùi dần một đơn vị n trừ một nhân n trừ hai dây thừa bằng n nhân n trừ một nhân n trừ hai lùi một đơn vị nữa đi nhân n trừ ba dây thừa. Đấy. Tương tự như thế chúng ta có là ví dụ như 7 trừ x dây thừa chẳng hạn thì nó sẽ bằng 7 trừ x nhân với lại lùi một đơn vị là 7 trừ x mà lùi một đơn vị thì mấy nhỉ? 7 trừ x lùi một đơn vị là 6 trừ x đúng không? 6 trừ x dây thừa. Nó cũng bằng 7 trừ x để ta áp dụng vào làm những cái phương trình khác mà. Nhân 6 trừ x nhân lùi một đơn vị nữa là 5 trừ x dây thừa. Vân vân, có rất nhiều cách. Có rất nhiều nhiều cái biến đổi. Đấy, thầy nhắc là lý thuyết. Chúng ta chú ý. Thì bên đây mình giải nó đi. Cái gì dây thừa cũng lớn bằng 1 rồi, yên tâm, gạch đi. Đấy, giải ra. Giải tiếp là có n. Đấy, có n là làm được tiếp nhá. Không thể không làm được. Bạn nào xung phong lên bảng làm nốt nhỉ? Chắc là cái này nhường Nguyễn Lê nhá. Em lên giải tiếp n sau đó thì em tính tiếp cho thầy. Chúng ta xem bài của bạn nào. Thế thì bạn này tính n ra, đây bạn nhân lên này. N bình phương uầy, từ đây sang n bằng 12 thì hơi cập rập. Đấy, bạn nhân chéo lên nhá, n cộng 1 nhân n này bằng 78 nhân 2. Ờ thế còn 2 ở dưới mẫu này em ơi. Chết thật, 78 nhân 2 nhá là 156. Dù sao n cũng bằng 12 rất là may. Tương đương với n bình phương cộng với n trừ 156 bằng 0. Bạn ấy sẽ ra 2n hoặc n bằng 12. Hoặc n bằng mấy nhỉ? Âm 13. Âm 13 loại. Chỉ có 12 là thỏa mãn thôi. Đúng không các bạn? 12 là thỏa mãn thôi. Thế còn sau này các bạn làm trắc nghiệm ấy, làm trắc nghiệm thì các bạn không cần giải thế này đâu, các bạn sẽ dùng máy tính để các bạn Casio ra n luôn. Dùng máy tính thì chúng ta dùng thế nào đây? Để hướng dẫn Casio để các bạn làm trắc nghiệm cho nhanh nhé, chứ không giải thế này xong có mà hết giờ. Đấy, giải xong thì có mà hết giờ. Chúng ta rút máy tính ra đi, lấy máy tính ra. Đi học phải mang máy tính nhá, bạn gì kia nhỉ? Ừ, rút máy tính ra nào. Thầy dạy cách để bấm máy tính ra nghiệm luôn là Casio để ra nghiệm luôn à. Casio ra nghiệm luôn nhá. Bây giờ các bạn đang giải, đang đi tìm n đúng không? C1nn cộng với cn trừ 2n bằng 78. Đấy, bây giờ chúng ta phải đi tìm n sao cho cái này bằng 78. Bằng 78 tức là trừ 78 bằng 0 đúng không nào? Trừ 78 ra 0 là được. Thế cách làm là chúng ta thế này. Minu 8. Cái này lệnh này rất là quen thuộc thôi. Nó sẽ ra xuất hiện cái fx cho các bạn ấy. Minu 8 các bạn nó sẽ xuất hiện fx. Fx các bạn bấm là x ncr. Đó. X ncr tức là xc x-1. xc x-1. Bấm được không? xc x-1. Mốt 8 được chưa? Xc x-1. Tức là ta biến n thành x mà. Rồi cộng với xc ncr ấy, x-2. Rồi trừ 78. Trừ 78. Bấm được không nhỉ? Bấm lên nào. Cộng với x. Máy tính bỏ ta bấm nó nhanh hơn đấy, chắc chắn nó nhanh hơn đấy. Bấm đi. Ai không bấm được bảo thầy. Bấm đi em. Bấm nhanh, bấm được chưa? Bấm được chưa? À, nó xuất hiện GX đúng không? GX bạn bấm bằng phát nữa để nó bỏ qua cái GX. Ok chưa? Sau nó bảo là bắt đầu đúng không? Bắt đầu hay là start đấy đúng không? Bắt đầu thì các bạn sẽ bắt đầu bao nhiêu? Nhẩm với x bằng bao nhiêu? X ở đây lớn bằng 2. X lớn bằng 2. Vậy ta bắt đầu từ 2 đi. Hoặc là bắt đầu từ 0 cũng được. Vô tư đi. Bắt đầu từ 2. Ấn dấu bằng nữa. Nó bảo là phạm vi đúng không? À kết thúc đúng không? Kết thúc thì chúng ta có thể ấn đến 20 đi. Từ 2 đến 20 step. Đúng không? Step bước phạm vi. Phạm vi chúng ta ấn là 1. Để nó nhầm cho chúng ta là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 này. Đấy sao các bạn ấn bằng.
thì nó sẽ ra một loạt các bảng, em nhìn xem cột nào ra bằng không thì lấy, tương ứng sang bên kia sẽ có x. Có phải đúng ra 12 không? Nhìn có phải ra 12 không nhỉ? Nào phải làm được cơ. Đấy, nó dùng máy tính, dùng tính nhanh. Bù một tí sao? Đấy, tức là hãy tính cho tôi cái này với x chạy từ 2 đến 12. À, cái nào ra không ta lấy. Hiểu chưa? Hiểu đắc gì đâu, có bấm đâu mà hiểu. Bấm được mà. Đấy thì những bài như này chắc chắn nó chỉ có một x thôi. Nó chỉ có một n thôi. Vậy đấy là n đấy. Để bạn ấy tìm được 12 rồi thì lúc này đơn giản. Khai triển lúc này nó sẽ là x mũ 3. X mũ 3 trừ đi 2 phần x. Tất cả mũ 12. Hả? Ở bước đấy, bước. Xin lỗi. Phạm vi. Thế đây đây là bước, bước. Bước hay là step ấy. Bước thì em nhận chọn là 1. Nó lại có ba cái tham số này mà lớp 9 thì chúng ta cũng nhập rồi, không lạ xa lạ gì đâu. Đấy, cách làm nhanh để đỡ phải Casio thôi nhá, tức là làm trắc nghiệm thôi nhá. Còn tự luận mà làm thế là chết đấy. 12. Em có ra 12 không? Ừ. Em bấm rồi. Đấy thì em nhìn ở trên này này, nó ra không là được. Đấy, nhìn thấy không không? Em x bằng 0 tại x bằng 12 không? Hiểu chưa? Được chưa? Em 12 bây giờ chúng ta khai triển tiếp là được. Đấy, khai triển tiếp là ra. Đây, đáp số đây. Chuẩn nhá, không chữa x tức là x mũ 0, cần x mũ 0. Thì cái này chắc là ổn thôi. K bằng 9 thay vào. Phần dưới này thầy nghĩ là bạn ấy làm đúng rồi. Bài tập về nhà từ giờ đến chủ nhật thôi, cho một đề thôi. Cho đề đi. Các bạn sẽ làm một đề cánh diều nhá. Cánh diều cánh gián. Theo định hướng của Bộ Giáo dục. Tại vì bạn thi theo chương trình cánh gì thì cũng vẫn chương trình nữa học.